Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, đại đức Phật Tính. Dạ, đạo tràng có nghe được âm thanh dục bên không? Dạ, cảm ơn Trang Đông. Con thành kính đảnh lễ đại đức Phật Tính cùng chư tôn đức hiện diện trong đạo tràng. Dạ, xin hoan nguyện. Cảm ơn Nhục Quỳnh biết được tín hiệu. Nhục Quỳnh kính quý bà quý cô tu nữ. Nhục Ná kính chào Maharaja, mến chào Thi An Lạc, mến chào Sức Năng Đông, kính chào cô Ái Minh, kính chào IQ đó, kính chào Tâm Hạnh, kính chào Trang Thư, kính chào Hộ Trì Pháp, kính chào Kỳ Na Vũ, chào Sức Hoa Nguyệt. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức. Nhục Quỳnh kính chào đạo tràng, sa thú lành thai. Chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh đã tự hoan nghỉ thay mặt chư tôn đức tăng truyền trao tâm quy ngũ giới đến hàng Phật tử của chúng con. Nhục Quỳnh xin thay mặt đạo tràng. Dạ, cảm ơn Vinh và Thanh Á cho bài học. Dạ, kính cảm ơn Vinh và Thanh Á. Biết rằng bụt phận phải đưa tay mở hàng. Nhật Quỳnh cảm ơn Hàng Đông rất là nhiều. Dạ, dạ Nhật Quỳnh kính mời cô Ái Minh. Dạ, hôm nay đạo tràng rất là vắng. Hôm nay đâu Thi An Lạc làm bộ gần cầm mịch. Kể kinh một bữa đi Thi An Lạc. Thi An Lạc kể kinh hay lắm. Vinh Quá Thanh Á ngồi im ru vậy chứ kể kinh đọc kinh gì cũng hay hết trơn. Ngồi im ru qua đi. Dạ, bây giờ mình chỉ mới thấy có một bàn tay của Đặng Đông. Mời Đặng Đông mình cho đắt nha. Mời Đặng Đông. Em kính cảm ơn chị Nhật Quỳnh. Em kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp và ân đức Tăng. Con kính đảnh lễ chư tôn đức trong đạo tràng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh sư Pháp Tính. Con kính chào đạo tràng. Luôn dẫn người kể mà chị kêu em mở màn đắt, em cũng không biết sao, không có thần thông chị ơi. Vậy con kính cảm ơn quý vị cho biết tín hiệu nghe rõ. Con xin kính đọc câu Pháp Cú 176. Tum hê hí kích chăng a văn ác kha ta rô ta tha gá ta bá tí pan na bá mót khăn tí cha ha dí nô ma rá bàn thá na. Tum hê hí kích chăng a tắp văn ác kha ta rô ta tha gá ta bá tí pan na bá mót khăn tí Chaha yi no ma ra bàn thá na. Tum hê hí kích chăng a tắp bằng ác kha ta rô ta tha đàn bá tí bàn na bá mốt khăn tí Chaha yi no ma ra bàn na. Tình làm Như Lai chỉ thuyết dạy, người hành thoát trói buộc ác ma. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Tùm hề hi kích chăng a tắp băng ác kha ta rô ta tha gá ta pa ti pan na pa mốt khai cha ha di nô ma ra bàn tha na. Tùm hề hi kích chăng a tắp băng ác kha ta rô ta tha ga ta pa ti pa na pa mo khan ti cha ha ni no ma ra ban tha na. Tum he he kit chang a tap pang ak kha ta ro ta tha ga ta pa ti pa na pa mo khan ti cha ha ni no mà ra bàn tha na. Ra đi nỗ lực tầm tư, Như Lai là bậc đạo sư chỉ bài,
Ai người giới hạnh đủ đầy, mai dương đâu dễ buộc dây kéo hoài. Bản dịch của Hoàng Dơi Đức. Chính mời Sis An Minh. Dạ, sa thư. Sa thư lành thay. Cảm ơn chị Rạng Đông. Cảm ơn chị Hoa Nguyệt. Nam mô Bích Thà Giá, Nam mô Giá Nơi mô Tăng Khà Giá. Con kính lễ ân đức chư Phật, kính đảnh lễ ân đức giáo, kính đảnh lễ ân đức chư Tăng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh đầy đức pháp tính. Ây mình kính chào huynh chị. Con xin phép được trả bài câu pháp cú số 276. Huynh chị Nhật Quỳnh. Tùm hề hi ký chàng a tấp bằng akhata ro ta tha gata pati banna ba mok khan ti cha di no ma ra ban tha na tâm hề hi ký chàng a tấp bằng akhata ro ta tha gata pati banna ba mok khan ti cha di no ma ra ban tha na tâm hê hi ki chàng a ta băng a kha ta ro ta tha ga ta ba ti pan na ba mok khan ti cha yi no ma ra pan tha na tâm hê hi ki chàng a ta băng a kha ta ro ta tha ga ta bà tỳ ban na bà mộc khan tỳ cha di no ma ra ban tha na. Ngươi hãy nhiệt tình làm Như Lai chỉ thuyết dạy, người hành trì thiền định thoát trói buộc ác ma. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Tâm hê hi ký chàng a tắp băng a kha ta rô ta tha gá ta ba ti bàn na ba mốc hành ti cha yi nô ma ra bàn tha na. Tâm hê hi ký chàng a tắp băng a kha ta rô ta tha gá ta ba ti bàn na ba mốc hành ti cha yi nô ma ra bàn tha na. Ra đi nỗ lực tầm tư, Như Lai là bậc đạo sư chỉ bày. Ai người giới hạnh đủ đầy, ma vương đâu dễ buộc dây kéo hoài. Bản dịch của Hòa Thượng, phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Tâm hê hi ký chàng a tắp bằng ác khà tà rô ta thà gá tà ba ti bàn nà ba mốc hành ti trà di nô mà ra bàn tha nà. Dạ, mình đã trả bài xong. Kính mời bàn tay của huynh trưởng. Dạ, sa thú lành thay. Dạ, ai mình gửi mít ạ. Sa thú lành thay xin đại minh. Nam mô Phật Thà Giá, Nam mô Tham Mà Giá, Nam mô Sẵn Khà Giá. Kính đại lễ ba ngôi tam bảo Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Kính đại lễ đại đức Minh Hạnh, kính đại lễ đại đức Pháp Tín. Kính chào cô tu nữ Tuệ Duyên cùng toàn thể các quý đạo hữu trong rung. Dạ, con xin được kể kinh pháp cú số 276. Dạ, cảm ơn sư Rạng Đông, sư Lãi Minh, sư Nhật Linh, sư Hoa Nguyệt cho biết nghe rõ. Tum he hi ki chang ta pang ha ka ta ro ta tha ga ta pa ti pan nam pa mo khan ti cha ji no ma ra phan tha na. Tum he hi ki chang a ta pang a kha ta ro ta tha ga ta pa ti pan na pa mo khan ti ya ji no ma ra ban tha na. Tum he hi ki chang a ta pang a kha ta ro ta tha ga ta pa ti pan na pa mo khan ti cha yi no ma ra ban tha na. Tum he hi ki chang a ta pang a kha ta ro ta tha ga ta pa ti pan na pa mo khan ti cha yi no ma ra ban tha na. Người hãy nhiệt tình làm Như Lai chỉ thuyết dạy, người hành trì thiền định
Phát Ma, bản dịch của Ngài Minh Châu. Ra đi nỗ lực tầm tư, Như Lai là bậc đạo sư chỉ bày. Ai người giới hạnh đủ đầy, Ma Vương đâu dễ buộc dây kéo hoài. Bản phổ thơ của Ngài Giới Đức. Mô Bất Tha Gia Con xin được xuống mít và mến mời xin cẩm vân. Dạ Nam Mô Bất Tha Gia, Nam Mô Thâm Ma Gia, Nam Mô Sân Kha Gia, con kính hình lễ Đức Phật, con kính cảnh lễ giáo pháp, con kính hình lễ Đức Tăng, con kính hình lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, lễ Đức Phật Tính cùng chư Tôn Đức. Kính chào quý cô tụ nữ cùng quý đạo trung trung. Con xin đọc ôn bài câu pháp cú số 276. Tum hê hí chít chăng a tắp băng ác kha ta rô ta tha gá ta phá tí bần nhà phá móc khăn tí cha nhí nô ma ra bàn thá na tâm hê hí chít chăng a tắp băng ác kha ta rô ta tha gá ta phá tí bần na phá móc khăn tí cha yí nô ma ra bàn thá na tum hề hí chít chăng a tắp băng ác kha ta rô ta tha gá ta phá tí bần na phá móc khăn tí cha yí nô ma ra văn thá na. Ngươi hãy nhiệt tình làm Như Lai chỉ thuyết dạy, người hành trì thiền định thoát trói buộc ác ma. Bản dịch Hòa Thượng Thích Minh Châu. Ra đi nỗ lực tầm tư, Như Lai là bậc đạo sư chỉ bài. Ai người giới hạnh đủ đầy, Ma Vương đâu dễ buộc dây kéo hoài. Bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Và Cẩm Vân đã ôn bài xong, mình mời quý Phật tử nha. Dạ kính cảm ơn chị Hồng Vân. Dạ Nam Mô Bất Tha Giá, Nam Mô Thâm Ma Giá, Nam Mô Sân Kha Giá, con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, con kính đảnh lễ chị Đại Đức Tăng với cô tu nữ. Mến chào tất cả Phật tử. Dạ, hôm nay Tâm Phương xin đọc câu pháp cú số 276. Tùng hề hí khí chân a tắp băng a kha át kha ta rô ta tatha gata pati panna pamut kati chanyido ma rapanthana tum hi kinh chẳng a ta pang a kata ro tatha gata pati panang ba môn kha tinh ja cha ni yo mang ra pan tha nam tùng hi ki tùng he he kin chan a ta pang at ka ta ro ta tha ga ta bà tê pan na bà môn khăn tí chân di nô mang ra pan tha nam tùng hi hi kinh chẳng a ta phăng an kha ta rô ta tha ga ta bà tê pan na bà mô khăn tí cha ni no ma ra pan tha na. Ngươi hãy nhiệt tình làm, Như Lai chỉ thuyết dạy,
người hành trì thiền định thoát trói buộc ác ma. Và bản dịch Hòa Thượng Thích Minh Châu: ra đi nỗ lực trầm tư, Như Lai là bậc đạo sư chỉ bài. Ai người giới hạnh đủ đầy, ma vương đâu dễ buộc dây. Kéo hỏi và phổ thơ thượng tọa dưới đức. Và mấy mời những vị vị kế tiếp ạ. Sa thú vui kính cảm ơn tâm hương nhục bình giúp ông bỏ mít xuống ngàn. Dạ cảm ơn đàn đông, cảm ơn phân biệt cho nhục bình biết được tín hiệu. Dạ nhục bình chờ coi cô tu nữ, bàn tay cô tu nữ tệ duyên, cô ơi cô đâu rồi? Cô tu nữ tệ duyên bàn tay tâm pháp đâu mất tiêu rồi, giấu kính vậy. Dạ mời bàn tay cô tu nữ tệ duyên và cô tâm pháp và tâm pháp rồi mời tâm pháp đưa ta trước rồi. Rồi, vậy mời cô tự duyên trước nha, tâm pháp nhường rồi. Dạ, sa thú lành thay. Dạ, cảm ơn đạo tràng. Dạ, một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng. Dạ, không biết đạo tràng có nghe âm thanh rõ không ạ? Dạ, cảm ơn rằng năm Nhật Quỳnh đã cho biết nghe rõ. Vì âm thanh ở bên ngoài ồn quá cho nên tự nhiên không có dám đưa tay. Bây giờ nghe vắng vắng rồi mới đưa tay. Dạ, Quỳnh Quách Thanh Á cho bài học lên dùm ạ. Dạ, bây giờ tự nhiên xin đọc. Tùm hề hí kít chăng a tắc băng Akha ta rô ta tha gát ta Bát tí bàn nà Bông mốc khăn tí chà yi nô Ma Ra bàn tha na tâm hệ ki chăng a ta bằng ác kha ta ro ta tha ga ta ba ti ban na ba mộc khan ti cha di nô ma ra bàn tha na tùng hệ ki chăng a ta bằng ác kha ta ro ta tha ga ta ba ti ban na ba mộc khan ti cha di nô ma ra bàn tha na. Ngươi hãy nhiệt tình làm, Như Lai chỉ thuyết dạy. Người hành trì thiền định thoát trói buộc ác ma. Và phổ thơ này của Hòa Thượng Thích Minh Châu: ra đi nỗ lực tầm tư, Như Lai là bậc đạo sư chỉ bài. Ai người giới hạnh đủ đầy, ma vương đâu dễ buộc dây kéo hoài. Và phổ thơ này của Hòa Thượng Giới Đức. Và bây giờ kính mời tâm pháp ạ. Và cảm ơn đạo tràng. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sáng Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng, con thành kính đảnh lễ đại đức pháp tính, con thành kính đảnh lễ đại thượng tọa Minh Hạnh, con đệ quý bà quý cô tu nữ, con kính đệ cô tu nữ Tệ Duyên, con kính chào đạo tràng, con kính chào bác Cẩm Vân, cô Ái Minh, Xích Nhật Quỳnh, cô Rằng Đông. Dạ con kính tri ân đạo tràng đã biết âm thanh rõ, con xin phép. Dạ con kính tri ân chú Quách Thanh Á, con xin phép đọc câu Phật ngôn 276. Thâm hề hí kít chăng a táp bằng kha ta rô tát tha cát ta ba ti pa na ma ba mốc khan ti cha di nô ma
Rabban Thana. Tùm he hi kít chàng a ta băng a ka ta ro ta tha ka ta pa ti pa na pa mok khan ti cha di no ma ra pan tha na tùm he hi kít chàng a ta băng Akataro tathagata Patipanna pamokkanti Jajino marapanthana. Người hãy nhiệt tình làm như là chỉ định thoát trói buộc ác ma của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Ra đi nỗ lực tầm tư, Như Lai là bậc đạo sư chỉ bài. Ai người giải hạnh đủ đầy, ma vương đâu dễ buộc dây kéo hoài. Của Hòa Thượng Giới Đức. Hiện giờ con kính tri ân đạo tràng con ạ. Kính mời vị kế tiếp. Nam Mô Bụt Thà Giác. Dạ, Nam Mô Bụt Thà Giá, một lần nữa con thành kính khi tâm đức nhiều quên kính chào đạo tràng. Dạ, kính cảm ơn Thích Trần Đông, Thích Hoàng Nguyệt, Thích Tâm Pháp. Dạ, kính chào Vinh Phương Vân. Ồ, được rồi, tốt quá rồi Rằng Đông. Nhiều quên kêu Rằng Đông là kể cho đắc hàng, rốt cuộc mở hàng cũng đắc chứ bộ. Rằng Đông nói không có thần thông, thấy không? Rồi là có nhiều vị giàu để rồi cũng đầy đủ giờ, hên quá. Dạ, dạ, bây giờ kìa. Dạ, con xin được ôn bài Pháp Cú Kinh số 276. Dạ, cảm ơn Huynh Quá Thanh Á cho bài học. Tùm hê hít kích chăng a tắp băng a kha ta rô ta tha gá ta a tí bà na bà mốc thanh tí ô ma ra ban tha na. Tùm hai kịch chăng a tập bằng át ca ta tha ca ta bất tiết bản na mà mọc thì cha với nâu mà rắp ban thành na. Ngươi hãy nhiệt tình làm như lai chỉ thuyết dạy, ngươi hành trì thiền định thoát khỏi buộc ác ma. Và đây là bản chuyển ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Tùm hai ki chích chăng a tập bằng át ca ta rô ta tha ga ta ba ti ban na ba mộc khan ti cha di no ma ra ban tha na. Tùm hê kít chăng a tắp tình hê tình tùm hê hi kít chăng a tắp băng a kha ta rô ta tha ga ta ba ti ban na bà mộc khanh tiên cha di nô ma ra bản tha na. Ra đi nỗ lực tầm tư như lai đạo sư chỉ bài. Hai người giới hạnh đủ đầy, ma vương đâu để đâu dễ buộc dây kéo hoài. Và đây là bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Con thành kính đảnh lễ tri ân chư công đức, nhật bình kính cảm ơn đạo tràng. Và tâm pháp chuẩn bị nha. Hôm nay thỉnh pháp sư trở đợi nha, không thỉnh như ngàn qua ngàn tâm pháp. Dạ, Nhật Bình kính cảm ơn tâm pháp Thích Tâm Phương, Cẩm Vân, Huynh Bát Thanh Lá, cô ấy Minh Thích Rạng Đông đã hoan hỷ lên kệ kinh. Dạ, bây giờ thì dạ, Nhật Bình kính mời tâm pháp đại diện cho đạo tràng cung thỉnh pháp sư. Và khi tâm pháp kệ xong thì thỉnh đại đức Phật tính lên trước nghe tâm pháp nha. Rồi mời tâm pháp nha, làm lợi nha, để hôm qua đại đức Phật tính rầy rồi đó nha. Rồi mời tâm pháp.
Đạo tràng Quan Hỷ chờ trong chốc lát cái tâm pháp té mất tiêu rồi nha. Yeah. Dạ. Yeah. Giờ tâm pháp té rồi thôi kính nè. À tâm pháp vô rồi, tâm pháp nghe được âm Quỳnh chưa? Đời mời tâm pháp nha. Dạ, xin hỏi đạo tràng có nghe được âm thanh con không ạ? Ui, sao kỳ vậy? À, nghe được rồi. Con tưởng không có duyên. Dạ, con thành kính đảnh đệ chư tôn đức tăng. Con thành kính đảnh đệ bà quyết cô tu nữ. Con kính chào đạo tràng. Dạ, giờ đây tới giờ con kính mời quý đạo hữu cùng với con hướng giữ tâm thanh tịnh, hướng tâm bảo để hành pháp sự. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Ramma chaloka thepati sahambati Katan chali an thi warang aya chatha Santi ta santap barachak kacha tika Dese tu thamang anukam bimang bachang Satham maperin quina jan chaka yang Sutan japan thang abitham machamang Akota janto chatusak chadan dang Paputanai ye parisa yamanche Ewang saham bati ramma Paga kwantang aya chata Tunhi pakwe natang buddho Karunye na thi qua sa ya tan ha phu tha ya pa de na me ga da yang ta to ga to pancha qua cha da yo nai ye amang ba ye si tham ma to Tato paputi sambuddho anunatham madesanang Maka kwasa nidesesi antanang antasintakang Tena sato ayo pante Dese tu tamma desanang Sambhajitha parisaya Anukambam bikatawe Chúng sanh tất cả bốn hàng như sen trong nước minh quang luôn chờ trời lỗ mọc đang nhờ ánh sáng trổ hoa lành rải tán mùi hương pháp màu ánh sáng phi thường chiếu khắp ba cõi rõ đường an vui phạm thiên lòng kính thành cung thỉnh Phật lặng thinh tỏ ý nhận lời từ bi khai đạo độ đời nhâm phường lộc uyển ngài dời chân sang chuyển pháp luân độ hàng đệ tử
có năm thầy thính giữ pháp từ, đó là nhóm Kiều Trần Như, được niêm hương vì hữu dư nết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 năm hạ gia an toàn. Một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rơi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tích rõ ràng, thịnh ngày thuyết pháp nói đàn từ bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sẵn Khà Giá. Chúng con thành kính cung thỉnh Đại Đức Pháp Tính Đăng Đàn để thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Dạ con thành kính dâng mít đến sư. Nam mô Bụt Tha Giá. Sa thú lành thay. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sằng Khà Giá. Con xin thành kính đảnh lễ Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Cảm ơn quý vị đã cho biết được tín hiệu là rõ. Con xin thành kính đảnh lễ đến Thượng Tọa Thiện Quyền, Thượng Tọa Minh Thành cùng chư tôn đức tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Và kính thưa quý vị, bây giờ chúng ta bắt đầu học bài mới. Đó là kệ Pháp Cú Kinh số 277. Như thường lệ, chúng tôi sẽ đọc qua 3 lần và sau đó sẽ đi vào phần thực nghĩa từ vựng. Sabbe Sankhara Anicca Ti. Sabbe Sankhara Anicca Ti. Sabbe Sankhara Anicca Ti. Yada Panyaya Bhasati. Giác đà bành nhà bát sa tí. Giác đà bành nhà giác bát sa tí. A thá nếp bình đá tí đúc khề. A thá nếp bình đá tí đúc khề. A thá nếp bình đá tí đúc khề. Ê xá mắc gồ quý xuất thi già. Ê xá mắc gồ quý xuất thi già. Ê xá mắc gồ Visuddhiya. Kính thưa quý vị, bài kệ này được bắt đầu bằng một cái trạng từ Sabbe. Sabbe có nghĩa là tất cả. Sabbe có nghĩa là tất cả. Sankhara. Sankhara có nghĩa là các hành. Sankhara có nghĩa là các hành. Anicca. Anicca có cái dấu giảng lược chữ tí nữa, có nghĩa là Anicca cộng với ý tí. Anicca có nghĩa là vô thường. Anicca có nghĩa là vô thường. Anicca vô thường. Ý tí nghĩ thế. Ý tí nó là một cái trạng từ nghĩ như, nghĩ thế rồi như vậy. Nghĩ thế hoặc là như vậy, ý tí. Giác đà. Giác đà có nghĩa là khi nào. Giác đà là một cái trạng từ. Giác đà có nghĩa là khi nào. Bành nhà giác. Bình nhà giá. Bình nhà giá có nghĩa là bằng trí tuệ. Bình nhà là trí tuệ. Do theo chia sở dụng cách nên chúng ta thêm cái chữ bằng vào. Bằng trí tuệ. Bằng trí tuệ. Bát sa tí. Bát sa tí có nghĩa là thấy. Thấy. Bát sa tí.
Atha. Atha có nghĩa là và hay là rồi. Atha có nghĩa là và hay là rồi. Nibbindati. Nibbindati có nghĩa là nhàm chán. Nibbindati nhàm chán. Dukkhe. Dukkhe có nghĩa là trong đau khổ. Dukkhe. Dukkha là đau khổ mà do chia theo định sở cách số ít thì nó trở thành đúc khê, thành ra chúng ta thêm cái chữ trong. Trong đau khổ. Trong đau khổ đúc khê. Ê xá. Ê xá là một cái đại từ. Ê xá có nghĩa là điều này. Ê xá có nghĩa là này. Mắc gô. Mắc gô là con đường. Mắc gô, những từ cũng quen thuộc. Mắc gô, mắc gác. Mắc gô là con đường. Visuddhiya. Visuddhiya là thanh tịnh. Visuddhiya là thanh tịnh. Rồi, vậy thì chúng ta đã lướt qua được phần từ vựng đó. Cảm ơn Phật tử rất nhiều. Sabbe sankhara anicchati giá đà bằng nhà giá bát sát tiết á thá niết bình đá tiết đúc hề ê xá mắc gồ quý số thí gia có nghĩa là tất cả hành vô thường với tệ quán thấy vậy đau khổ được nhàm chán chính con đường thanh tịnh. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Bây giờ thì một lần nữa xin thành kính đảnh lễ đến Chư Tôn Đức Tăng và kính chào đại chúng ở trong rung. Con xin được thay mặt hội chúng ở trong rung và Pháp Cú Kinh xin thành kính và cung kính tượng tọ Tề Nguyên từ bi quan hỷ thiết giảng viên sự và ý nghĩa của câu kệ Pháp Cú Kinh số 277 và con xin thành kính cung kính tượng tọ. Nam mô Bụt Thầy, giới Nam mô Tham Ma, giới Nam mô Sang Khai, giới đại chúng nghe được không ạ? Dạ, cảm ơn cô ấy, mình cảm ơn đàn đồng đại chúng. Đại chúng con thành kính đến để đến Đức Phật, đến Giáo Pháp và chúng tăng kính lễ đến Thượng Tọa Minh Hạnh, để Đức Phật tính cùng Chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trung tâm thân chào đến quý tu nữ cùng Chư Phật tử và sẽ bắt đầu vào thời gian. Arahang Samma Sambuddho Phakkawa Puthang Phakkawan Tăng Happy qua đề mi soa khả tô phật tu ta tham mô tham mạng nam an sa mi. Subhatipano phật tu tô sau cái sanh khô sanh khăn nam an mi. Chúng đệ tử xin nghiêm tịnh thọ ý tán dương ân đức Tam Bảo là Phật Pháp Bảo và Tăng Bảo. Quy nhờ quy được Tam Bảo hàng giới hồ đến Chư Tôn Đức Tăng quý tu nữ cùng chư Phật tử luôn được an lạc trong chánh pháp. Nam mô Bụt Thầy nhé. Vì kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể quý vị, hôm nay chúng ta học câu 277. Đây là một thể tài về tài quán, về vô thường rất là đặc biệt. Cái duyên sự rất là ngắn. Duyên sự đó chỉ nói lên tất cả cái sự vô thường cho tất cả chúng ta để được thấu, để được hiểu. Thì kính thưa quý vị, câu chuyện này á, thì được khởi sinh lên do một vị tỷ kheo, do không có, quả thật thì không có vị ấy có cái tâm tu rất là lớn, nhưng điều mà lại không có một cái thành tựu được trong cái hòa vị của mình. Rồi tìm đến Đức Phật, thì Đức Phật này chỉ dạy. Đây là một điều mà chúng ta phải nói rằng hữu duyên cho mình rất là lớn khi mà có Đức Phật. Và thế là từ đó chúng ta biết là thường thường người ta hay ấn chứng, nghĩa rằng được ấn chứng
được tạo như thế này, được làm như thế kia, chứ sự thật ra là để mà được chính Đức Phật Ngài trao cho chúng ta một cái pháp, một cái đề mục để mà tu thì rất là đặc biệt. Cho nên vì vậy cái câu chuyện này ở tại Kỳ Viên, khi Đức Phật Ngài đề cập đến vị tỳ kheo, cũng đó có 500 vị tỳ kheo, những đề tài về thiền định được Đức Phật Ngài chỉ dạy, nhưng đều nỗ lực tu tập ở trong rừng đó, nhưng không chứng thánh quả. Thì kính thưa quý vị, các vị này trở lại gặp Phật để xin cái đề tài khác hơn, thì nhận thấy rằng các vị tỳ kheo này á, vào thời phiết để chuyên chú thiền quán rất là nhiều, trong mà cái thời gian dài trong 2000 năm về cái đề tài vô thường. Và nghĩ như vậy, Đức Phật Ngài nói ta sẽ giảng về cái đề vô thường cho các vị này. Thì Đức Phật Ngài bảo này, các tỳ kheo, trong cõi này và cõi khác, tất cả pháp hữu vi do không thật nên đều bị chi phối bởi vô thường. Chúng ta vừa nghe thích giảng cái câu chư hành vô thường, với tệ quán như vậy, đau khổ được nhàm chán, chính con đường thanh tịnh. Hay là nguyên văn: chư hành vô thường thì sinh diệt pháp, sinh diệt diệt dĩ, tịch diệt di lạc, pháp hành không thường thì phải sinh diệt, dứt sanh diệt rồi mới được an vui. Thì cái câu kệ này chúng ta cũng thường nghe chưa tan đọc vào những lúc kệ quán về vô thường khi có người chết. Sự thật đây là một đề tài thiền quán về cái vô thường. Bây giờ chúng ta quay lại một chút xíu trong cái kinh, cái bản kinh Sabbe Sankhara, tất cả pháp hành, đó chữ Nicca, Anicca, tất cả pháp hành là vô thường, chỉ có một tiếp đầu ngữ A hay là Ná. Cái chữ Nicca tức là thường còn, nó là một tỉnh từ, nhưng khi nó ghép vào thêm một cái tiếp đầu ngữ nữa tức là Anicca thì nó trở thành là vô thường. Đây là một điều đặc biệt. Tại sao gọi là các hành? Các hành là gì vậy quý vị? Tức là một hành tướng, một hành trạng xuất hiện trên cuộc đời này. Dù cho hành tướng, hành trạng đó là vật vô tri vô giác, núi non, sông ngòi, biển cả, cảnh vật, nói chung tất cả cảnh vật đều là vô thường. Chúng ta nói cảnh vật nó còn vô thường, chứ đừng có nói chi là kiếp sống con người, mạng sống con người nó vô thường. Có một lần Đức Phật cùng Ngài A Nan và đại chúng đi đến một cái quãng đường, thì từ quãng đường này nhìn xa, xa xa kia nó có một cái nguyên một cái đặng núi, mà từ đặng núi này đến đặng núi đó rất là xa. Thì Đức Phật Ngài nói này: A Nan có biết xưa đó, tại nơi đây là một kinh đô tráng lệ, cho nên A Nan cũng chính từ đây tới cái đỉnh, tới chỗ cái núi đó xưa thì nó rất gần, như nay thì nó xa như vậy đó. Và cảnh vật nó vô thường. Rồi một lần Ngài A Nan hỏi Đức Phật: bạch Thế Tôn, tại sao Đức Thế Tôn không tịch diệt ở Vương Xá Thành, ở Tỳ Xá Ly, hay ở những kinh đô tráng lệ có những đức vua hết sức to lớn, có thể lo lắng cho Đức Phật, coi như là làm lễ trà trì cho Đức Phật một cách rất là lớn lao và được đầy đủ, tại sao Thế Tôn lại phải chọn cái nơi biên địa khủng khiếp này, xa xôi ở Kushinara này để viên tịch? Thì Đức Phật Ngài nói cho Ngài A Nan: này A Nan, hôm nay Kushinara này là
nơi xa xôi biên địa hẻo lánh, nhưng A Nan có biết ở xa xưa, tại nơi đây là một kinh đô tráng lệ, ngút ngàn, khủng khiếp, rất là trù phú. Mà ngày hôm nay kinh đô này là như thế đó này anh em. Ngày hôm nay thì Kusinara không còn là một kinh đô tráng lệ do sự đổi thay, do sự vô thường của các pháp. Thì như vậy để nói cho tất cả chúng ta biết cảnh vật nó vô thường. Từng nơi ở của chúng ta, nếu chúng ta chịu khó chúng ta nhìn thấy, hôm nay cái vật này nó nằm ở chỗ này, ngày mai nó nằm chỗ kia. Hôm nay cái này nó đang hiện hữu như vậy, nhưng một chút xíu, một ngày sau ta quay lại, hay là những ngày sau sau nữa, chỉ thời gian thôi, hay xa hơn nữa, tức là 5, 3 năm, 5, 10 năm, thì sự vật lại càng thay đổi hơn nữa. Đó là sự thật. Có những cái sự thay đổi nó mang tính tích cực, có những sự thay đổi mang tính tiêu cực, có những sự thay đổi tốt, có những sự thay đổi xấu. Nói chung tất cả đều là vô thường. Mà nếu như tất cả sự vật nó vô thường là tất nhiên, cho nên khi chúng ta nhìn, khi chúng ta nghe, khi chúng ta thấy, mọi hiện tượng đều là vô thường. Nó một cách lớn hơn, rộng hơn. Đức Phật ngày hỏi ngày sẽ là Phật trong bài kinh Cảm Thọ đó, trong bài kinh Đa Thọ đó. Này sẽ là Phật, thọ là vô, thọ là thường hay là vô thường? Bạch Thế Tôn, tất cả cảm thọ đều là vô thường. Ở đây niềm đau, nỗi khổ, vui, nỗi buồn, chúng ta nhớ tất cả đều đi qua hết. Đừng bao giờ mà chúng ta phải dừng lại như vậy. Bằng cách dùng cái gì? Ở đây rất là tuyệt vời. Sabbe sankhara anicca, chư hành là vô thường. Yada, yada. Cái chữ này chỉ cho ta thấy rất là đặc biệt, mà chúng ta hãy lưu ý. Khi nào mà cái gì? Yada. Khi nào mà bằng cái gì? Bằng cái trí tuệ. Sự thật là khi mà đọc đến chỗ này, chúng ta cảm thấy mới là tuyệt vời. Khi nào mà với trí tuệ nhìn thấy để hiểu biết, một trạng từ này đã đánh thức với tất cả. Khi nào mà với tuệ quán, bên nhà giá Basti, Basti là thấy đó quý vị. Cái thấy này không phải thấy thấy bằng con mắt, mà thấy bằng cái gì? Bằng cái tâm. Khi nào mà dùng cái trí tuệ để cảm thấy được, hay là khi chúng ta dùng trí tuệ chúng ta mới cảm thấy nó được, nó là vô thường. Bởi vì mục đích của tu thiền quán là làm gì? Ai cũng tu thiền quán, ai cũng nghe hết trơn. Mục đích để tu tập thiền quán để làm cái gì? Xin quý vị nào post lên cho chúng tôi thử, cho chúng tôi chúng họ đi hỏi trách nhiệm quý vị đó. Tu thiền quán để làm gì quý vị? Mục đích của tu thiền quán để làm gì? Bộ Phật để thấy pháp sanh pháp diệt, thế nào là một pháp sanh, thế nào là một pháp diệt? Dạ không,
khi mà chúng ta thấy cái sự vô thường, cái sự vô ngã, cái sự khổ não, cái sự vô ngã đó, chúng ta nói chung nha. Nhưng khi tu thiền quán đem mục đích để làm gì? Trước nhất có chánh niệm đó, và khi đó tỉnh giác phát sanh đó, hít vào thở ra, hơi thở chấm dứt, hơi thở sanh lên, đây nhận thấy được cái sự sanh sự diệt của danh và sắc. Nếu như chúng ta dùng hơi thở từ một cái sắc pháp, nếu dùng về đề mục thọ, tâm và pháp, đấy là đề mục của danh, tức là danh pháp và sắc pháp này như họ mà đề mục về tứ niệm xứ đó quý vị, à nó có sự khổ tương. Thì ngay khi đó để thấy cái gì? Được thấy cái sự sanh sự diệt. Khi thấy cái sự sanh diệt đó mới thấy được cái gì? Mới thấy được cái sự vô thường. Và chúng ta nói thấy được cái sự vô thường, thấy được sự vô thường của các pháp. Đó là cái tuệ quán ở đây, ở cái mà chúng ta nói Panyavipassati. Panyavipassati, Panyavipassati, thấy bằng cái tuệ. Như chúng tôi đã nói, thấy mà thấy bằng tâm. Cái tâm đó là cái gì? Chính là bằng tâm quán niệm xứ, hay là bằng pháp quán niệm xứ, hay là thọ quán niệm xứ, hay thân quán niệm xứ. Dùng cái tâm đó để thấy, hay là dùng cái tỉnh giác đó để thấy. Còn cái mà chúng ta thấy, tất cả chúng tôi bị thấy không? Thấy. Ngay cả thấy bằng cái gì? Thấy bằng cái tâm của mình luôn, mình cũng thấy đó. Nhưng chúng ta chưa có Panyavipassati thật, mà chúng ta chỉ thấy bằng cái thấy trực tiếp như vậy, chứ không bằng cái thấy của sanh diệt, bằng cái thấy của vô thường. Nếu như chúng ta thấy được bằng cái thấy của vô thường, bằng cái thấy của diệt, à nó sanh ra, nó chấm dứt, thì ở đó mới chúng ta chỉ nói về sự, sự thấy đã được xuất hiện. Chứ cái tướng và cái lý chúng ta chưa đạt được, xin lỗi, cái tánh và cái lý chúng ta chưa đạt được. Chứ cái tướng thì hiện tướng chúng ta thấy được, hiện tướng chúng ta thấy được, nhưng tánh và lý chúng ta chưa có thể nhập được. Cho nên chúng ta mới không, mới cảm thấy rằng chúng ta mới còn bị cái gì? Còn bị sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc, còn chấp hữu chấp ngã, nó vây quanh chúng ta. Cho nên chúng ta không thể thấy nó vô thường. Chúng ta mong muốn lúc nào mình cũng khỏe mạnh, mong muốn lúc nào mình cũng sống trường thọ, sống tồn tại, sống bền lâu, sống mãi mãi, vân vân và vân vân. Đây là một điều hết sức là đặc biệt. Và như thế thì chúng ta mới thấy cái gì? Cái động từ này hết sức là đặc biệt nè. Cái động từ mà Niết Bình đã tiết, tức là từ cái căn lý cộng với huyết, cộng thêm cái chữ, cái này chúng ta gọi là cái thứ chuyện quá ngữ, tức là cái chữ nikahita, tức là chữ ăn, và cộng tí để nó xóa chỗ này. Quý vị không có hiểu được cái văn phạm ở đây thì quý vị không có nắm được chỗ này, như chúng tôi nói cho quý vị nghe luôn đó. Tức là cái động từ này á, tiếp đồ ngữ, nó có một tiếp đồ ngữ ní, hồi nãy nó kêu một tiếp đồ ngữ á, bây giờ nó có tiếp đồ ngữ tí, tức là cái gì? Cái đặc biệt chỗ này chúng tôi nói hôm nay, nói để cho quý vị hiểu luôn. Tức là khi nào mà nếu mà thấy được như với tự quán, thấy được như vậy thì tự mình mới hiểu được, biết được, mới nhàm chán được, mới khởi lên cái sự nhàm chán, khởi lên cái sự kinh hãi, thì đó mới gọi là e-samago, tức con đường đó hay là chính nó đó là sự thanh tịnh, chính nó đó là sự giải thoát.
Cho nên trong đời sống bình nhật của tất cả chúng ta, mắt thấy tai nghe mũi ngửi bình nhật của tất cả chúng ta, mắt thấy tai nghe mũi ngửi lưỡi nếm thân xúc chạm bằng vật hữu hình hữu sắc, hay từ trong tâm ta nhớ, từ trong tâm ta tưởng lại, nhớ lại tất cả các pháp, tất cả các tướng, hay tất cả các thọ, thì tất cả mọi hình tướng hình trạng đó đều là vô thường. Thì khi nãy chúng tôi nói rồi, tại sao mà chúng ta thấy, chúng ta chưa thấy bằng cái gì? Chúng ta chưa thấy bằng lý tánh của nó, cho nên chúng ta chưa giác ngộ được. Họ biết đời là khổ không? Khổ. Mà mê thời vẫn mê. Tại sao vậy? Tại vì sự thật ra cái công phu tu tập của chúng ta nó chưa đủ, cái khả năng mà tuệ giác của chúng ta khởi sanh lên nó chưa có đủ khởi sanh. Nói một cách rộng hơn, tức là pháp độ của chúng ta tu tập, nội công chúng ta chưa có luyện đầy đủ, công phu chúng ta chưa có tu tập, thì chắc chắn rằng chúng ta không thể nào giác ngộ, dầu cho chúng ta có cố gắng cách mấy. Quý vị biết theo cái tích truyện kể là 2000 năm các thầy tỳ kheo đó tu, chuyên tu về cái coi như là chuyên tu về cái đề mục vô thường. Cho tới hiện kiếp này tu đề mục khác nó rất là khó, nhưng để tu lại đề mục thiền quán mà chính được Phật ngàn mới khai mở cái trí tuệ đó, mà chúng ta thường gọi là truyền trao tâm ấn á. Đối với kinh của Bất Truyền á, Đức Phật ngày truyền trao cái tâm ấn vô thường cho các vị, thì các vị mới giác ngộ. Dạ. Cho nên ở đây khi chúng ta tu tập thì chúng ta biết mình cố gắng, nhưng tất cả chúng ta đều là góp nhặt công đức. Thà làm giọt mưa rơi trên tượng đá cũng có còn hơn không nữa quý vị. Nó cũng có một miếng nước, cũng có một miếng mưa đó chứ. Chứ đừng chúng ta nói ơi cho tu hoài không đắc, thôi kệ thấy chán quá thôi kệ. Chết. Như vậy thì người đó không hiểu. Và không phải tu nhất kiếp ngộ nhất thời, mà tất cả cái sự tu đây để tất cả chúng ta tập làm quen với, tập nhàm chán, tập làm quen tránh xa đi, hay hoặc là chúng ta thử nghiệm. Quả thật thì khi mà được may mắn cho tất cả chúng ta, khi chúng ta hiểu biết được cái sự vô thường, đến khi nghịch cảnh xuất hiện, chúng ta không có đau khổ. Bởi vì những gì mà chúng ta trân quý, những gì mà chúng ta đang có đó, nó bị trôi xa tầm tay với của mình, không thể giới tới được nữa. Nó mất đi. Những người thân thương là cha, là mẹ, ông bà, vợ chồng, con cái, ngay cả những thú vật nuôi hay là những cái vật mà chúng ta sử dụng, nó mất đi, chúng ta rất buồn. Bởi vì sao vậy? Bởi vì xem như kiếp này là xong rồi. Sáng này chúng tôi đi một cái đám tang, chúng tôi hướng dẫn cho gia đình báo ơn phụ mẫu một chút xíu, cảm ơn cha, cảm ơn mẹ đã cho con một cuộc đời này, sinh ra hình hài thể xác này. Cảm ơn cha, cảm ơn mẹ đã chịu biết bao nhiêu là khổ cực, đắng cay trong cuộc đời để nuôi con lớn thành người. Cảm ơn cha, cảm ơn mẹ và con đã nợ cha mẹ rất nhiều. Ba lễ lại này giờ đây nó quá muộn, khi mà ba, bố hay mẹ, ba hay mẹ đó không còn nữa. Và trong cuộc đời hiện hữu của 70 năm, 60 năm, 50 năm, 30 năm, vân vân, tất cả chúng ta gặp nhau trong quán trọ cuộc đời này, mà chúng ta xa nhau nó buồn lắm. Nhưng sự tình xưa và nay có ai mà ngăn được, cản được của Sabbe Sankhara Anicca
nó là như thế đó. Buồn lắm quý vị. Một phút chúng ta nhìn lại, chúng ta cảm thụ, chúng ta nhớ lại, chúng ta tưởng lại, hay là chúng ta nhớ lại cái cảm thọ, nhớ lại hình bóng, nhớ lại lời nói, nhớ lại một cảnh vật gì đó của những người thân của chúng ta. Nhưng bây giờ người đó đã ra đi. Kính thưa quý vị, gặp nhau trong cõi vô thường, biết rằng giả tạm vẫn thương tiếc mãi. Đây chính là cái sự đau khổ của chúng ta chưa có thể bay nhà và phát tiếp, chưa có thể dùng cái tề quán được. Thì như vậy thì xem như chúng ta mới thấy Đức Phật ngày dạy cho chính chúng ta một cách hữu hiệu vô cùng. Tất cả chúng ta phải phòng, phải ngừa, phải lo cho mình, phải bảo hộ cho mình trong một ngày gần không xa sẽ mất đi những gì mà ta thân thương triều mến, mất đi những gì mà đó chính là cha mẹ, vợ chồng, con cái, danh vọng, sự nghiệp. Đó là sự thật. Cho nên nếu như không có Đức Phật ra đời khai thị cái chỗ này nè quý vị, biết là vô thường, nhưng tất cả không có Panya Vipassati khởi lên bao giờ. Biết không biết, hơi vừa dứt việc đời cũng sẽ chấm dứt. Nào của cải, vợ chồng, vợ con, tiền bạc nhắm mắt rồi lại nắm tay không. Có cần thiết phải căng thẳng như vậy không? Có cần thiết phải làm lớn như vậy không? Có cần thiết phải làm cho nhau đau khổ như vậy không? Thì ở đây chính là hành tướng, hành trạng mà tất cả chúng ta thực ra mà nói chúng ta phải hiểu, phải biết rằng mình là ai, mình là cái gì trong cuộc đời này. Và dầu cho mình là ai hay như thế nào trong cuộc đời này, chúng ta chỉ là một sinh linh trong vô vàn sanh linh nhỏ bé trong cuộc đời này. Dầu chúng ta có tài, chúng ta có hay, chúng ta có giỏi như thế nào, kính thưa quý vị, đó chẳng qua chỉ là cái gì, chỉ là một sự gặp gỡ trong tình cờ ở cuộc đời này. Cũng như vợ chồng gặp nhau, bố mẹ gặp nhau, tất cả đó là cái gì, 2 năm, 3 năm, cho đến nhiều năm, 60 năm, 70 năm, 80 năm, 100 năm trong cuộc đời. Và trong cuộc đời đó rồi cũng sẽ vô thường. Tức là quá trời cuộc đời này đã đi tới bao nhiêu thời gian đó. Và đi tới bao nhiêu thời gian đó rồi chúng ta phải cách xa, rồi chúng ta phải chia lìa, rồi chúng ta phải chào tạm biệt nhau. Cái sự tạm biệt đó mà có thể nói rằng chính chúng ta cũng không thể nào phân kỳ, phân ly. Chính chúng ta cũng không thể nào mà nói lên được, viết lên được, để giải quyết cho được tất cả những gì mà chúng ta mến, chúng ta thân, chúng ta thích, chúng ta vừa lòng hay không vừa lòng, tất cả vân vân. Thì mọi việc, mọi điều đều sẽ trôi qua thôi. Tại sao thân thương đó rồi lại ghét nhau, rồi là bực bội, rồi đầy đủ tất cả đó một phút chốc trắng tay? Người ta tung hô tán tụng, rồi một chút xíu đó đạp chúng ta xuống dũng bùng, rồi một cái sức khỏe mạnh mẽ đó rồi có một cơn bạo bệnh,
chẳng biết ai. Thì tình huống nào cũng vậy, kính thưa quý vị, chúng ta cũng hãy nhớ một điều, rồi cũng sẽ qua đi. Đây là điều mà chúng ta rồi cũng sẽ qua, bởi vì sao? Cảm thọ là vô thường. Sabbe sankhara anicca, tất cả các hành là vô thường. Hành tướng hành trạng đó phải vô thường. Mà cái gì vô thường, cái đó sẽ khổ đau. Mà cái gì khổ đau, do cái sự vô thường đó. Cho nên đừng bao giờ chấp hữu, chấp ngã, chấp ta. Ta giỏi lắm mà, ta hay lắm mà, thì tự ta đau khổ thôi. Còn nếu như chúng ta tự ti, chúng ta mặc cảm, chúng ta cảm thấy mình như thế này, mình như thế kia, thì cũng đồng nhất thôi, thì cũng đau khổ. Tự chúng ta giết chết chúng ta chứ không ai hết. Có một số người thất vọng, tìm một cái hy vọng của mình không thể được. Mà chúng ta nhớ, còn cái tích truyện của Patachara đó, mất chồng, mất con, mất cha, mất mẹ, buồn quá, trở nên điên loạn, người ta mới chỉ đi đến, đưa đến gặp Phật. Con cứ khóc đi, khóc đã đủ chưa? Đức Phật ngài để cho khóc sao? Thì Đức Phật ngài phải nói cái này bạn thấy cha ra nước trong bốn biển, nhưng mà ít hơn những giọt nước mắt sầu thương đau khổ tủi hờn mà con đã nhỏ xuống, mà con đã đổ xuống trong công cuộc tử sinh trầm luân đau khổ này hơn là bốn bể đại dương. Và cuối cùng thì Đức Phật mới đưa một cái đề mục, cũng đề mục về vô thường cho Tathāgata. Và Tathāgata đã chứng đắc thánh quả. Thì ở đây chúng ta thấy từ trong vô vàn quá khứ, chúng ta đối diện với hành tướng vô thường rất nhiều, nhưng chúng ta cũng vẫn chưa có thể thành tựu được, đạt được một cái giá trị yên vui tốt đẹp, một cái giá trị chấm dứt cái sinh tử, cái đau khổ. Là tại sao vậy, kính thưa quý vị? Bởi vì chúng ta không có như thật thấy. Và tha phu tăng, không có như thật thấy, không có như thật hiểu, không có như thật buông bỏ, không có như thật để chúng ta thành tựu được. Cho nên vì vậy, ở trong cuộc đời này, đừng có cho rằng mình hay một cái gì, đừng bao giờ bảo đảm mình cho rằng. Có một số người nghĩ rằng à, thôi bây giờ mình thấy cuộc đời nó cũng phiêu bồng quá, ok, về già mình gom gom, mình kiếm chút đỉnh gì đó để dưỡng già. Phải vậy không quý vị? Thôi kệ, bây giờ cuộc đời này nó hợp tụ, nó đã tan, vô thường biến đổi, thôi kệ, mình cứ làm cái chuyện gì đó cho nó chắc ăn một chút xíu, như là một ngôi nhà, như là một ít tài khoản, như là một ít tiền của, một ít gì đó chúng ta cất, chúng ta để đó để dưỡng già. Nhưng điều ai cũng suy nghĩ như vậy, nhưng đến khi tới già chúng ta không được như vậy. Là tại sao? Tại vì nó vô thường. Có phước thì nó được, mà không có phước thì bao nhiêu tiền của cũng sẽ mất đi. Thì lạ như vậy. Là tại sao như vậy? Là các pháp nó vô thường. Nó do cái gì? Nó do các pháp hành. Các pháp hành đó, trong đó có cái gì? Có cái duyên của nghiệp duyên, của nghiệp duyên. Mà nghiệp duyên xuất hiện
thì có khó không không là chuyện bình thường. Ai không muốn mình tồn tại khỏe khoắn, nhưng đừng có hay, đừng bao giờ cười người ta, đừng bao giờ chê bai người ta. Cười người hôm trước không sao người cười, cười người chớ có cười lâu, cười người hôm trước không sao người cười. Người cười là chúng ta, hay là chúng ta cười người, chúng ta cười một người này thì người khác cười chúng ta. Ở cuộc đời này mãi cười nhau. Là tại sao như vậy? Chính chúng ta không biết tự cảm thụ nơi chính mình buồn vui đau khổ gì đó, rồi cũng sẽ kết thúc. Cái điều này chúng tôi nhắc rất rất nhiều lần tất cả cho quý vị Phật tử, đừng bao giờ cảm thấy mình bị tụt dốc, cảm thấy mình bị rơi vào một cái vực thẳm và không còn lối thoát nữa. Tại vì chúng ta không cho chúng ta lối thoát. Chứ sự thật ra cái trì nghiệp nó phải cho ta cái lối thoát. Quý vị để ý đi, cứ lo hết, tận hết sức lực của mình, cuối cùng trì nghiệp quả thôi. Chúng tôi nhớ lúc mà một cái người em của chúng tôi và một người anh cũng chính là sư huynh của tôi, sư Tị Lực Bình, có thời gian ở gần thì chúng tôi cũng nói bây giờ đã lo hết rồi, những gì có thể lo được đã lo rồi, bây giờ nói thì đừng buồn, tất cả chiều theo quy luật của nghiệp quả thôi. Thì chúng tôi nhớ, chúng tôi nói cho sư Tự Lực cũng vậy, chúng tôi nói cho chú em tôi, tất cả đã đi qua rồi, cũng nói như vậy. Cứ lo hết sức mình, nhưng cuối cùng thì còn cái duyên, còn cái phước thì nó mới còn. Còn không thì dẫu cho có thuốc trời, thuốc tiên cũng không được. Nói như vậy thì kính thưa quý vị, để chúng ta biết rằng ở trong cuộc đời này, trước nhất mình phải hiểu như vậy, và hãy lấy cái nghiệp quả ra mà biết, mà suy, mà tính. Được thua bất còn, tất cả do duyên, do nghiệp duyên nó sắp đặt. Mà chúng ta không có đổ thừa hoàn cảnh, chúng ta phải làm hết sức mình, rồi tất cả hãy tùy duyên. Chứ không phải nói cái gì cũng cho tại cái nghiệp tôi nó bệnh thì giờ tôi nó bệnh, nó hết khi nào nó hết thì nói như vậy, không cần uống thuốc, không cần phải tránh né, mà phải vậy. Chúng ta phải phòng hộ, chúng ta phải tránh né, và chúng ta phải có một sự bảo trì nó thì nó mới được tồn tại. Chúng ta làm hết, cuối cùng thì chúng ta mới được. Thì kính thưa quý vị, cái tuệ quán chúng tôi nhắc ở đây, cái tuệ quán để thấy được cái, khi mà dùng được tuệ quán thì chúng ta mới thấy được cái sanh cái diệt, chúng ta mới thấy được cái sự vô thường. Khi hiểu được cái sự vô thường thì chúng ta mới không chấp hữu chấp ngã. Giỏi lắm mà, hay lắm mà, cũng không có bao nhiêu đâu, cũng rồi cũng qua đi, rồi cũng sẽ kết thúc. Hay vô cùng. Khi có Panyayapasti xuất hiện thì Atthanipinnati đúc khề thì mới thấy được cái gì, thì lúc đó tự mình sẽ nhận ra được, chúng ta mới nhàm chán được. Bởi vậy chúng ta nhớ, đối với các vị vua chúa ngày xưa hay là những người giàu có quyền uy mà người ta biết buông bỏ người ta ra đi, bởi vì người ta thấy được cái sự vô thường. Có một cái chuyện khi mà cũng trong Pháp Cú này nè, khi cha mất, có một người con mới thấy được cái sự vô thường.
mới cho em mình tiền của hết, thôi bỏ đi, thôi bỏ đi ra đi để tu, chứ không có ở nhà, không có giữ gìn tiền của đó. Rồi em cũng thấy như vậy cũng bỏ đi. Bởi sự thật ra, bởi cái duyên phước của người ta nó lớn, người ta mới thấy được. Chỉ một cái kinh hãi, chỉ một cái sân quế chân giới, sân quê gác, chỉ một cái hành tướng làm cho tâm mình khởi sanh lên một cái tư duy, một cái sự suy nghĩ, thì thấy được như vậy, thấy được cái gì, cái suy nghĩ, cái gì suy nghĩ, các pháp nó là vô thường. Cho nên ở xung quanh chúng ta, cái chuyện vui, chuyện buồn, chuyện được, chuyện thua, chuyện mất, chuyện còn gì, tất cả nó vô thường, quý vị nhớ như vậy. Biết đời là vô thường, sống nay chết mai, không lấy một cái lý do gì. Chúng tôi quý vị bảo đảm rằng chúng ta sống đến ngày mai, hay là ở quý vị ở bên nước ngoài thì quý vị sống được trọn một ngày. Và nếu chúng tôi ở các nước châu Á thì chưa chắc chúng ta sống trọn được đêm nay đâu. Ngày mai còn thấy nhau không? Tất cả là duyên. Có người còn kẻ mất, có người khỏe kẻ bệnh, có người vui có người buồn, vân vân. Thì tất cả đó chính là hình tướng của Sabbe Sankhara Nicca, là hình tướng của các pháp hạnh. Nó là như thế. Mà cái điều cần thiết, cái điều cần hiểu, cái điều cần biết, khi nào chúng ta quán chiếu nhiều, thẩm thấu nhiều, tu tập nhiều, thì chúng ta sẽ đỡ đau khổ nhiều. Còn nếu như chúng ta không thấy thì chúng ta sẽ đau khổ nhiều. Và cái sự đau khổ đó là tự chúng ta mang tới cho ta. Không ai mang tới, đừng có than trời trách đất, đừng có thở, đừng có trách cứ trời gần trời xa. Đó là như vậy. Thì kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể quý vị, chúng tôi có đôi điều xin trình bày qua câu kinh Pháp Cú số 277 là như vậy. Nếu có điều chi sẽ thắc kính, mong toàn thể quý vị hoan hỷ cho kính dân Phật chúng ta đến trời Thích Tứ Đại Thiên Vương, các vị chư thiên hộ trì chánh pháp, ai dân Phật phương đến các vị chư thần chư thiên ở tại Quảng Nghiêm, các vị nhất linh chân linh quý linh, tất cả chúng sinh tại nơi đây cũng như ở tại nhà quý vị, mong tất cả được an lạc cực lớn qua và kính dân Phật phương này và tất cả quý thù và tất cả các bậc thầy tổ những người ân chúng con nghe để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Dạ, chúng con kính tri ân thượng tọa. Con kính thỉnh thượng tọa. À dạ, thượng tọa Minh Hạnh đã rời room. Dạ, con kính thỉnh thượng tọa. Con kính thỉnh đại đức Thất Tính chúc phúc cho room chúng con được trọn vẹn. Giáo nhà sư có trước máy không? Sư cho con một tín hiệu. Dạ, con kính thỉnh thượng tọa trợ quyền chúc phúc cho room chúng con được trọn vẹn phước báo vì thượng tọa Minh Hạnh đã rời room. Dạ, con kính dâng mít đến sư. Abhivadana sila sanicam buddha payino chattaro dhamma vatanti ayuvanno sukham phalam bhuvantu sabba mangalam rakkhantu tu sa pa di pa bu ta nu pha we na sa pa ta ma nu pha we na sa pa sang kha nu pha we na sa da so thi pha wan tu te tất cả phước báo hàng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng các sự an lạc thường thường đến người.
Dạ, sao chúng con kính thân Thượng tọa Tuệ Quyền, Thượng tọa Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính cùng Chư Tôn Đức đã vào rung.